Chán rồi. Đó không có y gan không? Có lúc đi á. Làm cho dân thất vọng nữa. Cái đường nào ta? Ở đây hoặc bên đây, hai bên đó. Sắt này đi biết chừng nào tới mình bắt rồi. Mấy ngày đúng không? Vẫn có người đi nhóc chân nha. Dữ lắm. Cái xe buýt kìa, đi cái đã. Có xe buýt mới nữa hả? Không phải lạnh thôi. Hehehe